Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin siêu du thuyền của Putin bị cho là đang nằm vào tầm ngắm. Như các bạn đã biết, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt. Nhiều người đã chết, nhưng nước Nga cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là hình ảnh siêu du thuyền của ông Putin. Nước Ý tiếp tục ra tay cứng rắn sau khi tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt trị giá 140 triệu euro. Các nhà chức trách tại đây hiện đang để mắt đến du thuyền lớn tiếp theo, và nó thậm chí được cho là của chính Vladimir Putin, chiếc du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la. Du thuyền Schenker trị giá tới 640 triệu euro là một trong những du thuyền lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Kể từ khi được hạ thủy 2 năm trước, tên của chủ sở hữu đã được giữ bí mật như một bí mật quốc gia. Và nước Nga vẫn thế, đầy rẫy mafia kết hợp với các quan chức cấp cao lấy tiền của nhà nước. Con tàu là những chiếc con tàu sang trọng nhất thế giới, hai bãi đỗ trực thăng được bao phủ bởi mái vòm vệ tinh, một bể bơi và với nắp có thể kéo ra biển thành sàn nhảy, một phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi và đồ đạc trong phòng tắm mạ vàng. Đó mới chỉ là một phần nhỏ của tính năng những chiếc du thuyền sang trọng của tỷ phú Nga này. Trong khi đó, nhiều người dân Nga vẫn đang hết sức đói khổ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền rất sang trọng và đắt tiền của tỷ phú Nga Alexei Mordanov. Các nhà chức trách tại Ý hiện đang điều tra xem ai có thể là chủ sở hữu của chiếc tàu Schenker đang đậu ở cảng phía bắc Marina ở Tuscany, và sau đó để xác định xem du thuyền có cần phải bị tịch thu hay không. Điều này đã làm cho các tỷ phú Nga run rẩy và ngủ không yên, vì họ thường đặt mua và để những chiếc du thuyền tại các nước tư bản. Du thuyền hiện nay đang để ở cảng sửa chữa và được bảo vệ tránh con mắt của những người tò mò và cảnh sát bằng nhiều biện pháp, như biển hiệu được che và rào chắn kim loại đã được dựng lên để che một phần. Như tờ báo Daily Mail đưa tin, các công nhân ở xưởng đóng tàu tin chắc rằng con tàu này thuộc về ông chủ Putin, chính là Tổng thống Nga, người chủ sở hữu. Và với mức lương như vậy, ông ta không thể mua được con tàu như vậy. Thì như vậy, chỉ vậy là tham nhũng và ăn hối lộ mà thôi. Đây là hình ảnh du thuyền của Nga đã bị Ý tịch thu. Thuyền trưởng, người Anh của con tàu, bày tỏ sự nghi ngờ của mình trên tờ báo New York Times. Ông Kuit nói rằng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, tôi chưa bao giờ gặp ông ta cả. Tuy nhiên, ông không loại trừ việc chiếc du thuyền này thuộc về một người Nga, và những bí mật này ngay một bị đưa ra tung lên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Bennett thể đề cập đến một thỏa thuận nghiêm ngặt không tiết lộ thông tin mà ông ta đã ký. Và thứ Sáu, thuyền trưởng cung cấp các tài liệu của con tàu cho nhà điều tra. Và tiếp theo là những du thuyền của Nga bị tịch thu. Đây là hình ảnh du thuyền trị giá trên 540 triệu euro của tỷ phú Nga vừa bị Đức tịch thu tại cảng Hamburg. Đây là một khu cảng rất lớn nằm ở miền Bắc của nước Đức, nơi có rất nhiều con du thuyền neo đậu. Tuần trước, các nhà chức trách Ý cũng đã tịch thu những du thuyền trị giá tới 140 triệu euro từ các nhà tài phiệt của Nga. Trong số đó có Dadi M bị bắt giữ hôm thứ Sáu tại thành phố cảng Imperia. Giá trị của các con tàu ước tính khoảng 65 triệu euro và thuộc về người Nga Alexander Mordanov, cổ đông lớn nhất của Thuy. Doanh nhân này phủ nhận mọi trách nhiệm về cuộc chiến Nga với Ukraine. Ông nói, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến những căng thẳng địa chính trị hiện nay, và tôi không hiểu tại sao châu Âu lại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tôi, và cuộc chiến cứ thế chấm dứt. Người dân tại Ukraine phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ với những nguy hiểm chết chóc. Nhưng các tỷ phú Nga thì họ vẫn sống sung túc trên những con du thuyền của mình. Theo thông tin từ báo chí của Ý, du thuyền Lena của tỷ phú Kennedy cũng đã bị bắt tại San Marino. Con tàu được cho là có giá trị đến 50 triệu euro. Tichenko là người đồng sáng lập công ty kinh doanh nhiên liệu Nga Kunvo. Một bất động sản ở Sandia trị giá khoảng 17 triệu euro cũng thuộc về tỷ phú Nga Alisher Manov cũng đã bị tịch thu. Và danh sách bị tịch thu này ngày một dài ra, chưa biết các chính phủ các nước sẽ xử lý như thế nào với đống tài sản này. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi cho quân tấn công xâm lược Ukraine
đã bị thế giới trừng phạt dữ dội, khiến nền kinh tế Nga đã bị tê liệt một cách nghiêm trọng và đang đối diện với nguy cơ phá sản cấp nhà nước. Các nhà chức trách của Ý cũng đã thông báo tịch thu số bất động sản tổng giá trị 11 triệu euro được cho là của các cá nhân thân cận với giới lãnh đạo của Nga. Mời các bạn xem bản tin Ba Lan quyết định gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Quả thật, đây là một diễn biến bất ngờ, rất bất lợi cho Nga khi Ba Lan quyết định đưa toàn bộ số máy bay này đưa sang Ukraine. Và sau một thời gian vận động, thì cuối cùng việc giao những chiếc máy bay MiG-29 cho Ukraine đã được bật đèn xanh. Ba Lan đang gửi tất cả các máy bay chiến đấu của họ cùng loại là khoảng 23 chiếc tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức, và từ đó Mỹ sẽ chuyển giao tiếp cho Ukraine. Đây là hình ảnh những chiếc máy bay MiG-29 của Ba Lan. Được biết, những chiếc máy bay này trước đây do Cộng hòa Dân chủ Đức sở hữu và bán cho Ba Lan với giá 1 đồng. Bằng cách này, Ba Lan tránh được cáo buộc có thể giao máy bay chiến đấu trực tiếp cho Ukraine. Và chính phủ tại Warsaw cho biết vào tối thứ Ba rằng tất cả những chiếc MiG-29 sẽ được chuyển đến Ramstein ngay lập tức và miễn phí. Ở đó, chúng đã được bàn giao cho Hoa Kỳ. Đây quả thật là một cách làm rất thông minh của Ba Lan nhằm tránh bị Nga trừng phạt trực tiếp. Thủ tướng Ba Lan Matthew, 53 tuổi, nói rằng mọi quyết định chuyển giao vũ khí tấn công cho Ukraine phải được toàn khối NATO nhất trí. Đó là lý do tại sao đất nước của ông sẵn sàng chuyển giao máy bay của mình tới Ramstein tại Đức. Nhưng chúng tôi không chuẩn bị để thực hiện bất kỳ bước nào một mình. Ba Lan không phải là một phần của cuộc chiến tại Ukraine. Và cuộc chiến tại đây nay một dữ dội, không nước nào muốn bị lôi vào cuộc chiến với Nga cả. Ukraine một mình chống đỡ rất vất vả nhưng được sự hỗ trợ của quốc tế. Vào tối thứ Ba, Ba Lan cũng kêu gọi tất cả các quốc gia NATO sở hữu máy bay MiG-29 cũng làm như vậy và cung cấp máy bay này cho Ukraine. Đây là thông tin Ba Lan muốn chuyển giao những chiếc MiG-29 cho Ukraine, và những chiếc máy bay này còn rất tốt. Cũng theo tạp chí Politico, Ba Lan, Bulgaria, Slovakia vẫn có các máy bay chiến đấu cũ do Nga sản xuất, chẳng hạn như MiG-29 có thể được điều khiển bởi các phi công Ukraine mà không cần phải chuyển đổi lớn, vì Ukraine trước đây và hiện nay vẫn sở hữu những chiếc máy bay MiG các loại của Nga và thuộc Liên Xô cũ cung cấp. Đổi lại, Ba Lan có thể sẽ nhận được những máy bay chiến đấu hiện đại F-16 từ Mỹ để tiếp tục hỗ trợ bảo vệ không phận của mình trước sự hung hăng của Nga. Tuần trước, khi Ba Lan cân nhắc gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine, Warsaw đã hỏi Nhà Trắng rằng liệu chính phủ của ông Tổng thống Mỹ Biden có thể đảm bảo cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất để thế vào chỗ các máy bay sẽ chuyển giao này hay không. Quả thật, đây cũng là cách mà Ba Lan tìm cách hiện đại hóa hàng không cũng như các khả năng chiến đấu trên không của mình chống lại Nga với những chiếc máy bay MiG hiện đại. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden trước đây đã không phản đối việc chính phủ Ba Lan cung cấp những chiếc MiG cho Ukraine. Nhưng Ba Lan cần một lượng máy bay tương đương để thay thế, tăng sức mạnh không quân của mình, đề phòng khi Nga tấn công dùng các máy bay MiG bay vào không phận Ba Lan thì phải có những chiếc máy bay của Mỹ để có thể ứng chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky, 44 tuổi, đã nhiều lần yêu cầu các nước yểm trợ trên không cho Ukraine, vì đây là cách duy nhất mà nước này có thể đánh bại lực lượng vũ trang của Nga. Hiện nay, vùng trời của Ukraine đã bị Nga kiểm soát vì họ đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng đề xuất chuyển máy bay MiG-29 của Ba Lan tới Ukraine là không bền vững. Đây là hình ảnh thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ đề nghị của Ba Lan về việc chuyển giao máy bay MiG-29 cho Ukraine. Rất có nhiều khả năng Mỹ không muốn trực tiếp nhúng tay vào cung cấp những vũ khí hạng nặng như vậy cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm thứ Tư đã bác bỏ rất rõ ràng lời đề nghị của Ba Lan về việc bàn giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine với một điểm dừng trung gian tại một căn cứ ở Đức, và mô tả nó là không bền vững.